viên chủ nhiệm cũng không không bảo vệ được em, cũng không đưa được lên hạnh kiểm khá tốt. Cả hội đồng quyết định hạnh kiểm như thế là vì có vụ việc này xảy ra đúng không? Đúng rồi, là do vụ việc này thôi. Giữa lúc nữ sinh bị thầy giáo xâm hại tình dục, phải nằm viện chữa trị, khủng hoảng tâm lý, tổn thương về thể chất, nhà trường lại tụ tập, tìm mọi lý do để hạ hạnh kiểm nạn nhân. Đây là kết quả học tập và rèn luyện cả năm lớp 7 của nữ sinh. Theo mẹ nạn nhân, sau khi bị phản đối, nhà trường đã nâng từ đạt lên khá. Vài ngày sau, lại nâng hạnh kiểm từ khá lên tốt. Số buổi nghỉ học cả năm được sửa từ 13 buổi xuống còn 2. Trước đó, nhà trường hạ hạnh kiểm về loại đạt bởi lý do nực cười. Nữ sinh vi phạm trong vụ, bị thầy giáo xâm hại tình dục nhiều lần. Tôi có gọi điện trực tiếp hỏi thầy giáo chủ nhiệm, thì thầy giáo chủ nhiệm lý do là con vụ việc vừa rồi con tôi là nạn nhân như thế thì là làm ảnh hưởng đến nhà trường. Nữ sinh 13 tuổi là nạn nhân, đang phải nằm viện. Cái em cần nhất lúc này từ nhà trường, thầy cô là sự động viên và chia sẻ. Đó mới là giá trị đạo đức, nhân văn của nhà trường. Đằng này lại đè ra để hơn thua câu chữ tốt khá. Để làm rõ những nghi ngờ trên, phóng viên tìm đến trường nữ sinh đang học. Buổi làm việc diễn ra công khai với cả đại diện phòng giáo dục và đào tạo. Phóng viên liên tục đề cập đến trách nhiệm của nhà trường. Cô cảm thấy trách nhiệm của mình như thế nào về sự việc này? Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà hiệu trưởng luôn miệng đổ lỗi cho giáo viên. Trong cái quản lý của nhà trường chúng tôi đã phân cấp phân quyền. Đấy, cái việc đấy là rất là rõ. Trách nhiệm của giáo viên là làm gì? Có những cái cần phải báo cáo những sự bất thường đối với lại cho người quản lý. Đấy, còn chúng tôi phân cấp phân quyền nhau hết. Người đứng đầu không nhận trách nhiệm, trực tiếp đổ lỗi cho cấp dưới. Phóng viên lấy ý kiến công khai các giáo viên, nhưng không một ai dám lên tiếng. Buổi đối thoại đẩy lên đỉnh điểm khi chúng tôi yêu cầu làm rõ bất thường trong việc hạ hạnh kiểm học sinh mới 13 tuổi bị thầy giáo xâm hại tình dục. Nhiều lần thay đổi kết quả, nhiều thầy cô giáo không có mặt trong hội đồng xếp loại. Tôi là giáo viên chỉ hạnh kiểm tuần. Cả thì cái lần gần nhất là lần thứ ba là hôm đấy là kết quả sửa tiền của họ, còn hai lần trước đấy đi công tác nên là không phát đạt. Chưa hết, gia đình nạn nhân còn tố cáo nhà trường có dấu hiệu sửa tăng số buổi nghỉ học trên sổ đầu bài để hợp thức hóa việc hạ hạnh kiểm. Đây là hình ảnh sổ ghi đầu bài lớp nữ sinh được gia đình cung cấp. Cụ thể, tuần thứ 32, cột ghi tên học sinh nghỉ. Ngày 15 tháng 4, thứ 3, giáo viên dạy toán chỉ ghi Khang Như nghỉ học không phép. Thế nhưng, cũng tại sổ đầu bài này, cũng thời gian tiết học toán, lại có tên nữ sinh nghỉ học không phép. Sổ đầu bài tự mọc tay để viết giống như đồ vật có phép màu trong câu chuyện cổ tích chăng? Chắc không phải vậy đâu. Phóng viên đề nghị cung cấp sổ đầu bài để đối chiếu. Lãnh đạo nhà trường không cung cấp với lý do bí mật hồ sơ chuyên môn. Lấy riêng cái hồ sơ của các chuyên môn là chúng tôi thực hiện theo chuyên môn trong ngành. Như vậy là mình sẽ không cung cấp được cái sổ đầu bài ở đây để cho chuyên viên ở phòng giáo dục tiếp cận luôn. Phóng viên tiếp tục dẫn chứng báo cáo từ phòng giáo dục và đào tạo. Tại phần đánh giá kết quả rèn luyện, giáo viên chủ nhiệm xếp hạnh kiểm nữ sinh vào loại tốt, vậy mà lên hội đồng nhà trường chỉ xếp loại đạt. Lạ ở chỗ, biên bản ghi sơ sài, không rõ ý kiến nhận xét của từng thành viên hội đồng. Vì sao xếp loại đạt? Thêm nữa, trên sổ đầu bài cũng không có lỗi vi phạm nội quy giờ học. Trong khi, em lại tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, của lớp, thậm chí đạt giải cao. Vậy mà không hiểu vì sao, nhà trường cứ 5 lần 7 lượt đòi hạ hạnh kiểm nạn nhân. Câu hỏi đặt cho đại diện phòng giáo dục, nhưng câu trả lời là sự từ chối phát ngôn. Tôi chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì, nhưng là chúng tôi cũng sẽ ghi lại những ý kiến này. Sau đó thì chúng tôi về sẽ báo cáo với các chị lãnh đạo. Nếu mà nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý, thì từ phòng giáo dục hay nhà trường, kể cả huyện thì cũng có trách nhiệm ở trong đó liên quan đến công tác xây dựng đạo đức nhà giáo. Để mà quán triệt rồi tuyên truyền thường xuyên ấy thì nhà trường thì sẽ là đơn vị trực tiếp để mà quán triệt, tuyên truyền, giáo dục